Thưa quý vị, các phường thực hiện cách ly y tế trên địa bàn quận Sơn Trà đang đẩy nhanh tiến độ cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân 40.000 đồng một người một ngày theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ người dân gặp khó khăn do COVID-19. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Tính đến thời điểm hiện tại, phường Nại Hiên Đông đã hoàn tất hỗ trợ tiền đợt 1 cho 100% người dân trên địa bàn. Mỗi người nhận 200.000 đồng một lần hỗ trợ, tương đương 5 ngày. Trong hôm qua ngày 12 tháng 8, phường đã bắt đầu cấp phát tiền hỗ trợ đợt 2, 5 ngày tiếp theo. Cán bộ phường và tổ trưởng tổ dân phố đi từng nhà, trực tiếp phát tiền cho người dân đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Tổ tôi phát tiền đợt 2 này là tổng hộ là 74 hộ, tổng số tiền là 55 triệu. Thì tôi cũng cố gắng để phát cho xong dân người ta có tiền mà mua nhu yếu phẩm. Thì để tiện cho việc phòng chống dịch và giãn cách thì tôi sẽ phát từng tầng. Đi từng nhà, cấp phát theo cái số lượng người ở thực tế tại nhà đó. Và đối tượng là chúng tôi triển khai cấp phát cho các hộ dân có hộ khẩu thường trú, tạm trú, kể cả là ở các khu nhà trọ. Phường An Hải Bắc cũng đã đẩy nhanh tiến độ chi trả tiền hỗ trợ cho người dân, nhất là đối với người tạm trú. Trên cơ sở danh sách tổ dân phố khảo sát gửi về, Ủy ban Nhân dân phường An Hải Bắc tiến hành chi trả theo quy định, đảm bảo tất cả những người này đều được nhận tiền hỗ trợ. Nếu trong quá trình cấp phát tiền thực tế, cán bộ phường thấy thiếu sót thì sẽ bổ sung và cấp phát lại. Trước mắt là cũng cảm ơn nhà nước và thành phố là cũng đã quan tâm, là thời gian qua ở trọ là cũng khó khăn do cái dịch bệnh, là nhà nước cũng có là hỗ trợ là một hộ gia đình chúng tôi là 3 người, là một người là được 40.000 trên một ngày, là được 5 ngày là một người được 200 đó. Ngoài ra, từ 0 giờ sáng nay ngày 13 tháng 8, theo quyết định điều chỉnh vùng phong tỏa, cách ly y tế đối với khu vực trên địa bàn quận Sơn Trà, một số khu vực thuộc phường An Hải Bắc đã nằm ngoài khu vực phong tỏa. Theo đó, những hộ nào đã nhận tiền 5 ngày thì tiếp tục nhận thêm 5 ngày nữa, đảm bảo người dân được nhận tiền hỗ trợ 10 ngày theo quy định. Thì đến nay địa phương đã thực hiện chi trả là khoảng cho 70 tổ dân phố trên địa bàn phường với số tiền là khoảng là 4 tỷ 7, dự kiến là 21.000 nhân khẩu. Thì đến nay địa phương tiếp tục chi trả đến 106 tổ dân phố. Dự kiến, phường An Hải Bắc sẽ hoàn tất việc chi trả tiền hỗ trợ này trong ngày mai, ngày 14 tháng 8. Quận Sơn Trà có 5 phường thực hiện cách ly y tế, gồm 399 tổ dân phố, có hơn 31.000 hộ với hơn 126.000 dân.